Xin chào các bác, em có cặp loa này đấy, lâu phết rồi lại về được cặp. Trước em cũng về được mấy cặp đấy, nhưng mà vì sao là khách hàng chốt là nơi địa luôn đấy. Em nhớ nhất là có một bác ở gì nhỉ? Ở trên Cao Bằng đấy nhỉ, bác đấy là bác lấy cặp đầu tiên luôn đấy. Gọi phát là bác quay lên cái là bác chốt luôn đấy. Con này thì nó là con L7 tích nhá, cái phiên bản màu này thì nó hơi độc đáo một chút đây, hàng em chưa vệ sinh luôn này đấy. Lười ngồi quay luôn, bóc ra cái quay luôn các bác nhá. L7 tích. Đấy. Cái phiên bản màu này của nó bình thường nó sẽ là màu kiểu màu đỏ đỏ thẫm ấy. Đấy, hay còn gọi là màu thẫm thẫm màu kiểu gì màu màu gụ thẫm ấy, đấy. Con L7 tích nó kiểu như vậy, nhưng mà phiên bản màu này thì nó hơi đặc biệt chút, nó là màu cam. Rất là đẹp. Màu này kiểu sáng hơn, tông màu sáng hơn. Công suất là 70W trở kháng là 4 ôm. Đấy, công suất là 70 trở kháng là 4 ôm, thương hiệu của Onkyo. Con này về thì đây hình thức các bác nhìn qua nhá. Đấy, mấy cái chỗ này thì về các bác có thể là xử lý cho em tí nhá, còn không chả cần. Hàng bãi này nhiều khi mình cứ phải để mộc mạc tí các bác. Đấy em đây em cũng để mộc chứ em đã vệ sinh rồi. Để mộc này các bác cho để các bác thấy rằng là đấy hàng bãi nó là như vậy. L7TX này thì em quay cũng rất là nhiều đúng không ạ? Rất là nhiều các cái mã màu gọi là màu kia rồi. Đấy, hôm nay thì nó có một cái mã màu cam này thì nó đặc biệt chút thì em quay luôn. Đấy, bát thì là màng carbon rồi. Màng này thì siêu bền rồi, đúng không ạ? Màng này thì quá bền rồi. Gân thì là gân vải các bác nhá, và là gân xếp. Cái đặc trưng của gân xếp này thì nó sẽ cho một cái chất bát nó sẽ có quãng âm ấy, nó ra vào nó rộng hơn. Nó không bị bí bách. Đấy, và đặc biệt nữa là cái độ bền của nó rất là cao. Gân vải thì độ bền rất là tốt và cái màng carbon vậy. Đấy, siêu bền luôn, siêu bền với thời gian. Đấy. Nhiều bác thích ở cái chỗ này, thứ nhất là cái độ bền, cái thứ hai là cái cách thiết kế nó cũng đẹp và nó cho một cái chất âm nó cũng tốt. Đấy. Nhiều mã thì gọi là chỉ được cái hình thức thôi. Đấy. Nhưng mà về chất âm thì nghe củ chuối rất là chán, nhưng mà với cái con này thì em thấy là nó đẹp toàn diện luôn. Nó đẹp từ hình thức cho tới chất âm luôn. Đấy. Đấy, đẹp đây đẹp màu sắc nhá. Còn nói chung là về cái về có phải vệ sinh, muốn nó đẹp hơn nữa phải vệ sinh. Đây này, các cái vịu là cái này là mình có thể vệ sinh là nó hết nhá. Vệ sinh là nó sẽ hết. Đấy, về các bác chịu khó trau chuốt em nó tí là nó đẹp long lanh mà. Tuyệt vời ngay. Đấy. Đấy, thông hơi của L7TX là đặc trưng nó là đặt phía dưới này. Nó giúp cho người nghe có cái trải nghiệm tốt và có một cái chút gì đó hơi trầm, nghe rất là thích. Đấy. Đây. Hàng vẫn nguyên mộc mạc từ bên kia về luôn, chưa thèm vệ sinh một tí nào luôn các bác nhá. Đấy. Công suất 70 trở kháng 4 ôm. Cầu loa là cầu kẹp. Màu sắc rất là tươi tắn và rất là đẹp. Màu rất là độc nhá. Cái màu này các bác mà phối ở cái không gian gỗ như mình thì rất là hợp luôn. TV màu đen xong là cái gỗ của các bác ví dụ nó màu nâu hay là nó màu hơi kiểu trường trường xám ấy. Nó kiểu hơi nhem nhám ấy. Xong kê cái này vào nhìn tông màu nó rất là đẹp luôn. Nó tức là nó nổi bật cả cái khung hình ấy luôn, nhìn rất là đẹp. Đấy. Ở hai bên thì đặt hai con loa. Đấy, hai bên TV đúng không ạ? Tay trái của TV, tay phải của TV là mỗi bên một con loa. Xong là nếu các bác thích thì mua thêm một con công suất nữa để vào bên cạnh. Đấy, mua các con công suất là nhỏ gọn gọn đi à. Đấy, vừa kết nối tivi được lại kết nối điện thoại được. Rất là tiện. Đấy, mình ghép vào thành một bộ dàn như thế này. Đấy, thế là mình nghe sướng lắm. Hoặc các bác có thể thích thì lấy trùng mã nó luôn được. Đấy, lấy là 7 tích luôn được. Cùng mã luôn. Đấy. Hay là có thể phối bất kỳ một con công suất hay âm ly nào. Đấy. Tầm mini ghép vào nào quá ok. Về kích thước của nó là bát của nó các bác nhé. Bát của nó là bát 13, bát 13 nhá. Bát 13 đúng tiêu chuẩn của hãng. Đấy, tép thì nó là dòng chép đom rồi. Mối khế, còn vỏ là rộng là đây, đo luôn kích thước. Đây. Vỏ rộng là 16 này. Sâu là 24.5 này. Đấy. Và chiều cao là 3 là 28, chiều cao là 28 nhá. Đấy thì đấy là về kích thước của sản phẩm. Đấy, thì mọi thông tin đặt hàng thì cứ gọi cho em qua số 0966 594 581 hoặc số 0979 891 682. Một trong hai số thì các bác gọi cho em số nào cũng được nhá. Vâng. Em xin chào và kết thúc video tại đây nhá.